Khởi động Premiere là nó bắt buộc nè. New project. Cái phần mà location thì bạn tạo một cái thư mục. Rào nó ra. Cái này bữa trước mình có làm lần, ví dụ như bạn nhớ đặt ổ D đó. Nó có khởi động máy lại nó còn. Thì chọn đại cái thư mục này. Đấy. Xem cái tên file là phải đặt trước. Tên gì đó, ví dụ mình V01 chẳng hạn, và sinh 01. Giả sử được xíu mình xem và sinh 02, 03, 04 vậy đó. Ok. Cái này dễ rồi, Quan trọng cái sau nè. Cái chuẩn phát hình, cái này rồi. Chọn cho đúng, tại vì bây giờ người ta hay HD, cho nên các bạn chọn Pro HD. Cái phim của mình copy về là 1080p. Đấy ha, chọn cái chuẩn này. Đấy. Giờ chọn cái chuẩn này. Ok. Nhớ cái 1080p ha, đừng có y, bây giờ người ta không có dựng y nữa, bữa trước có giải thích rồi, y nó interlay. Chữ B là chữ progression, scan quét. Nó quét theo kiểu từ trên quét xuống, còn chữ Y là nó quét xen kẽ. Nó có cái chữ interlay ở đây, bạn thấy nhìn có cái chữ interlay ở đây. Nó gọi là fill, upper fill. Mình chọn là B, ok. Nó sẽ build cái project của bạn trước. Bạn chọn làm sai cái này đó, sau này nó sửa chỉnh cũng được, nó cũng tự động, nhưng mà nó giảm chất lượng ảnh với phim xuống. Hết cái phim vô, double click vô khung, hoặc là bạn import cũng được, không nhớ thì import. Lấy mấy cái phim vô. Mình chọn hết. Cái này là mình một cái kịch bản đơn giản thôi, ví dụ bạn chọn đó nè, chọn hết lấy nó vô. Đây. Ở đây có mấy cảnh nè, thứ nhất là cảnh xe, ví dụ cái kịch bản này là có một anh đi học, mà double click vô đây nè. Ngay từ đầu rồi. Đây là cảnh toàn. Giống như một anh học viên đi học, cảnh toàn. Bạn bấm play đây, bạn coi, hay bạn kéo bạn coi được, chọn cảnh trước nè. Công việc chọn cảnh rất tốn thời gian ha, tại vì người ta quay, đôi khi mình quay là đơn giản là vài ba cảnh, nhưng người ta quay tới luôn mấy cảnh mới chọn ra được cảnh. Ví dụ bạn thấy anh này đi tới, nó thừa đầu thừa đuôi nhiều lắm, bạn thấy không? Đây, cái kịch bản là cái anh diễn học viên đi học. Tiếp theo là cái cảnh số 2 là cái cảnh anh mở cửa. Đây. À, là cảnh cận. Đấy. Quay lại cảnh cận. Mình sẽ cắt đầu cắt đuôi bỏ, đây là cảnh cận anh mở cửa anh đi vô. Cảnh số 3 là cái cảnh ở trong, tức là góc máy ở trong phòng. Đây, đẩy cửa anh vô trong. Nhưng mình phải diễn dài ba lần như thế. Này, đi vô. Rồi là cảnh quay từ sau lưng ảnh. Double click cho đây, bạn thấy nè. Khi anh vô phòng rồi là anh đi qua. Qua tới đây. Ngồi xuống. À, kéo ghế ngồi xuống, và cảnh cuối thì anh gõ trên bàn phím. Phải kịch bản cực kỳ đơn giản như thế. Cái vấn đề là mình dựng sao cho nó đúng cái logic của nó và nó không bị lỗi. Đây. À. Như vậy đầu tiên mình lấy cái cảnh toàn vô trước nè. Bạn đừng có lấy cái, đừng có kéo qua bên này, bạn kéo qua đây bạn thả cũng được. Thì nó sẽ họ nó báo nè. Mình giữ cái setting của mình. Tại vì quay cái điện thoại cái setting nó khác. Bấm ok. Ví dụ đấy, nó ra cái hình, cái phim nó nhỏ hơn cái khung hình của mình. À, mình tới HD nó bự, cái phim nó nhỏ, cứ cỡ lấy cứ nó nhỏ trong cũng được. Đấy. Nếu bạn lấy vô thế này là bạn cắt. Ví dụ tôi bỏ đoạn sau. À, anh ta đẩy cửa đi vô, cắt cái đoạn này bỏ. À, giả sử mình cắt. À, đoạn sau là độ bị thừa đó. Dù anh ta vừa mở cửa đi vô thì bạn có quyền cắt ở đây. Đấy. Rồi xong bạn click chuột phải lên. Ấn link. Để bỏ cái âm thanh đi, âm thanh mình làm lại âm thanh. Còn âm thanh của phim trường nó ồn ào tùm lum hết. Ấn link xong delete. Đấy. Đó là cái cách thứ nhất, cách lấy vô thứ nhất. Còn cái cách mà thứ hai bạn lấy vô là như thế này. Bạn double click nó vô. Đây ha, double click này. Thì nó view ở đây, nó gọi là cái sụt. Tab này nó view gọi là cái sụt. Giờ bạn chọn nè. Ví dụ bạn muốn lấy từ đây, muốn lấy từ đầu luôn, thì nó có cái mark in, tức làm dấu cái đoạn vào. Mark in, bấm vô đây. Đấy, nó xanh lên.
sau đó bạn kéo, cứ nắm kéo thôi, không cần bấm lay đâu, kéo cho đến tới cái đoạn này, đẩy cửa đi vô. Bạn gọi là mắc ao, tức là lấy đoạn cuối, nó có cái phím nóng là chữ O đó, bấm vô đây. Như vậy là cái phim này mình lấy một đoạn này thôi, mình không lấy âm thanh, thì bạn để chuột vô đây bạn thấy nè, chỉ kéo video, còn cái icon này là chỉ kéo audio. À, như vậy mình chỉ kéo video, kéo cái này xuống thả đây. Đó là nó lấy cái âm thanh thôi, bấm giữ Keep Setting. Đấy, nó lấy một cảnh này, rất là đơn giản như thế, cảnh là đi vô. Tiếp theo cảnh số 2, mở cửa. Cảnh này, double click vô. À, ví dụ bạn muốn lấy ở đâu tùy, xíu nữa thầy sẽ sửa, bạn cứ lấy bằng sắt, quan trọng bằng cắt bằng sắt sao cho nó đẹp. Ví dụ thầy muốn lấy bắt đầu từ đây, cắt này. Đấy, rồi kéo nó qua, đẩy đi vô, đóng cửa lại. Đấy, tới đây thôi chẳng hạn. Cắt cái này, đừng để có cái hình thầy bước vô bỏ đi ha, cắt cái này thôi. Mỗi người có thể dựng khác nhau không sao hết. Bấm vô đây. Kéo xuống tiếp, bỏ vô thứ hai. Có thể bỏ kênh trên cũng được, kênh nó cũng được. Không sao hết. Rồi. Tiếp tục là góc máy ở trong. Double click vô. Đây, anh đi vô. À, ví dụ bạn có thể lấy từ đây, cắt cái này. Kéo qua. Đi vô. Rồi tới đây bỏ nó. Bấm vô đây. Kéo này xuống. Bỏ trên thì cũng được, không sao hết. Rồi tiếp tục là cái cảnh quay lưng. Double click vô. Cảnh này bạn có thể lấy từ đâu cũng được, tùy bạn ha. Ví dụ bạn muốn lấy từ đầu thì để đây mắc in. Kéo về cuối. Tới đây, ngồi xuống tới đây được rồi, mặc áo. Kéo cái này xuống. À. Rồi cái cảnh ngồi trên máy tính, double click vô. Rồi đánh máy, làm gì làm đó tùy các bạn, ví dụ như lấy từ đầu. Đây. Rồi đánh đoạn tùy. Giả sử tới đây thôi, bấm vô đây. Kéo xuống. Như vậy mình có một cái phim gọi là dựng thô, cái này nó gọi là cái dựng thô, cái bản dựng thô này. Sau đó bạn mới gọt sửa, à, giãn nó ra. Ví dụ chỗ này trống thì bạn click chuột phải lên, Ripple Delete. Bạn nhớ là đừng có nắm kéo thế này. Kéo thế này thì mấy anh này anh hở rồi lại kéo này rất là cực. Cho nên bạn cứ click chuột phải chỗ trống là Ripple Delete là tự động nó đẩy hết lại. Bạn coi lại cái phim của mình dựng nó đúng cái logic chưa, tình trự theo theo cái kịch bản chưa. Đó, cái kịch bản của mình đơn giản là đi cảnh toàn đi vào, cảnh cận là mở cửa nè. Đấy, trung cảnh là thấy cái người đi vô. Đấy, này là cảnh toàn, hết cả lớp. Xong đó cảnh cận đánh máy, gõ máy. Xong như thế, xíu mình sẽ làm tốc độ nhanh chậm rồi mình chỉnh màu từ lòng thanh mới ao ra thành cái phim hoàn thiện. Bây giờ bạn làm cái đó trước đi.